Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 2, sách giáo khoa sinh học 12, trang 86 với đề bài như sau. Hệ gen của sinh vật có thể được biến đổi bằng những cách nào? Để trả lời được câu hỏi này, các em có thể xem lại lý thuyết mục 2.1 khái niệm sinh vật biến đổi gen, trang 84, sách giáo khoa sinh học 12. Lời giải chi tiết như sau. Hệ gen của sinh vật có thể được biến đổi theo một trong ba cách như sau. Cách 1, đưa thêm một gen lạ của loài khác vào hệ gen và sinh vật đó được gọi là sinh vật chuyển gen. 2, làm biến đổi một gen đã có sẵn trong hệ gen. Và 3, đó là loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen. Và sinh vật có hệ gen được biến đổi gọi là sinh vật biến đổi gen. Ví dụ về ngô biến đổi gen, người ta đã đưa thêm vào hệ gen của chúng hai gen lạ, đó là gen GT và gen BT. Trong đó, gen GT có vai trò chống chịu thuốc trừ cỏ gốc glyphosate, còn gen BT giúp cho cây ngô có khả năng kháng sâu độc thân châu Á. Như vậy, cô và các em đã vừa trả lời xong câu hỏi số 2, sách giáo khoa sinh học 12, trang 86.